tâm thức là gì? Tâm thức được chia làm hai phần, một phần là ý thức. Ý thức chiếm 10% của tâm thức và ý thức chỉ ra quyết định. Hai là tiềm thức. Tiềm thức thì chiếm đến 90% của tâm thức và tiềm thức là đồng ý và cho thêm. À, các bạn có biết câu chuyện Aladdin và cây đèn thần không? Ý thức là Aladdin và tiềm thức là cây đèn thần. Thần đèn hay nói cái câu mà mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi. Đó, ý thức là của bạn là lý trí. Chính cái mặt đó của tâm thức thực hiện sự lựa chọn. Chẳng hạn như bạn lựa chọn bạn muốn mua sách gì hoặc là muốn mua ngôi nhà như thế nào và mẫu bạn đời của bạn ra sao, thì bạn hãy thực hiện tất cả những cái ý định đó bằng cái ý thức của mình. Nhưng mà tiềm thức sẽ chấp nhận những gì được khắc ghi lên nó hoặc những gì bạn tin tưởng một cách có ý thức. Nó không suy luận, nó cũng không tranh luận với bạn luôn. Tiềm thức giống như là một cái mảnh đất, nó nhận tất cả các loại hạt giống nào dù tốt hay là xấu. Hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn không can dự vào việc xác minh những ý nghĩ của bạn là tốt hay là xấu, là đúng hay là sai. Nó chỉ hưởng ứng theo bản chất của những ý nghĩ hoặc ý định của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn cố ý coi một cái gì đó là đúng, cho dù nó có thể sai, nhưng tiềm thức sẽ nhìn nhận nó là đúng và bắt đầu đưa ra những kết quả tất yếu sẽ xảy ra vì bạn đang làm chủ thừa nhận nó là đúng.